sáng nay, ban lãnh đạo câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An cùng ban huấn luyện cả mới và cũ của đội bóng đã có buổi chia sẻ rất thẳng thắn với các phóng viên về tất cả các vấn đề liên quan đến cá nhân và tập thể của câu lạc bộ. Trong đó, rất đáng chú ý là chủ tịch câu lạc bộ ông Nguyễn Hồng Thanh đã chính thức đưa ra lời xin lỗi của ban lãnh đạo câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An tới người hâm mộ xứ Nghệ, đồng thời tái cam kết sẵn sàng từ chức. Bên cạnh đó, thì ban lãnh đạo câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An cũng khẳng định nhà tài trợ Ngân hàng Bắc Á ủng hộ sự cải tổ mạnh mẽ tại câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An bằng việc xóa hoàn toàn các khoản nợ của câu lạc bộ nếu có nhà tài trợ mới, chỉ yêu cầu giữ lại tên gọi chính thức là câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An thay vì gắn tên nhà tài trợ mới. Trên tinh thần thẳng thắn và cởi mở, ban lãnh đạo câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An cùng các phóng viên đã trao đổi về tất cả các khía cạnh liên quan đến công tác lãnh đạo, công tác chuyên môn, nhà tài trợ Ngân hàng Bắc Á, công tác đào tạo trẻ. Với cương vị là người đứng đầu câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, ông Nguyễn Hồng Thành đã gửi tới người hâm mộ bức thư ngỏ, đồng thời xin lỗi về thành tích kém cỏi của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An trong thời gian vừa qua. Lời đầu tiên, công ty cổ phần Sông Lam, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An xin gửi lời chào đến các cổ động viên, người hâm mộ bóng đá Sông Lam Nghệ An. Câu lạc bộ Sông Lam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Ngô Quang Trường cũng đã rất cố gắng thi đấu hết mình, nhưng kết quả không được như mong đợi, mong muốn. Tập thể ban lãnh đạo, ban huấn luyện cùng các cầu thủ cũng cảm thấy rất buồn và có lỗi với sự kỳ vọng của người hâm mộ, các cổ động viên yêu mến trên cả nước. Còn hôm nay đứng về gánh đội bóng thì đang còn khó khăn. Tôi là người đứng đầu đơn vị, thực hiện là tôi vô cùng xin lỗi. Cũng trong thời gian vừa qua đã có khá nhiều thông tin không chính thống của các trang mạng xã hội khẳng định Sông Lam Nghệ An không thể có nhà tài trợ mới do khoản tiền nợ trên dưới 200 tỷ của Ngân hàng Bắc Á. Điều này đã được ông Nguyễn Hồng Thanh cho biết là nhà tài trợ Ngân hàng Bắc Á sẽ sẵn sàng chuyển giao nguyên trạng câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An cho đơn vị tài trợ mới. Năm 19 thì Thái Hương đã có văn bản gửi tỉnh để xin bàn giao nguyên trạng lại cho tỉnh. Và năm nay cũng thế. Có nghĩa là bàn giao nguyên trạng cho tỉnh, cho một nhà đầu tư mới, còn tất cả các khoản nợ, tất cả các tật không bàn giao cho đơn vị mới. Rất cần có một sự cải tổ, có một cái thay đổi, có cái, nhưng mà cái tên là cố gắng đề nghị thôi, chứ còn không có quyền là giữ cho cái tên là Sông Lam Nghệ An. Nguyên huấn luyện viên Ngô Quang Trường cũng cho biết lý do câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An thi đấu không được tốt trong thời gian vừa qua, trong đó nhấn mạnh tới việc thiếu hụt lực lượng do chấn thương, chất lượng ngoại bình quá tệ và tâm lý thi đấu chưa được tốt của các cầu thủ. Với tôi thì cái thứ nhất, cầu thủ ngoài là mình không chất lượng và không được như mong muốn, thì cái đó thì chắc là các bạn cũng hiểu. Nhưng mà với những gì các cầu thủ ở trên sân, có những thời điểm có những cầu thủ trụ cột bị chấn thương, và có những thời điểm là có những cầu thủ là phong độ không tốt. Cái thứ ba là lực lượng kế cận để mình sử dụng nó cũng có không có sự đồng đều. Giữa thi đấu tuyển trẻ từ U21 nhưng khi lên đá V-League nó sẽ cũng khác biệt rất nhiều. Mà chúng tôi là những người sẵn cầu thủ nhất ở trên sân. Và cái nữa, tôi nói những thành tích không tốt của đội thì trong đó là cá nhân tôi và đội trưởng. Cũng tại cuộc trao đổi này, chủ tịch câu lạc bộ Nguyễn Hồng Thành đã tiết lộ với sự ủng hộ của lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đang đàm phán với một số nhà tài trợ mới rất có tiềm lực để hỗ trợ đội bóng, nhất là khoản tiền lớn để giữ chân các trụ cột sắp đến hạn đáo hạn hợp đồng. Còn tỉnh ấy, thì người ta rất quan tâm, hiện nay là cũng có 2-3 nhà đầu tư họ hứa chứ không phải văn bản là 40 tỷ. Nhưng mà việc 10 tỷ thì do Covid hoặc là do một cái điều kiện khách quan kinh doanh, dịch bệnh hoặc cái gì đấy thì hiện nay mới 10 tỷ thôi, còn thiếu khoảng 3 tỷ. Thì chính từ nếu mà có số tiền đó để chúng ta tư dư đến khi mà còn 8 trận hơn 2 tháng thì ta có thể có cầu thủ chất lượng cao hơn thì nó sẽ thay đổi hơn. Kết thúc buổi trao đổi, ban lãnh đạo câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An kêu gọi sự đồng lòng ủng hộ của người hâm mộ trong giai đoạn khó khăn hiện tại, đồng thời cam kết tạo điều kiện tốt nhất để ban huấn luyện mới cùng các cầu thủ Sông Lam Nghệ An thi đấu tốt ở giai đoạn lượt về, hoàn thành mục tiêu trụ hạng thành công ở mùa giải này. Tôi thay mặt cho câu lạc bộ là hết sức cảm ơn các nhà báo đã tới dự hôm nay đầy đủ cũng như cổ động viên. Và từ trước đến nay cũng đã đưa những thông tin khen có, góp ý có và chế có
Nhưng tất cả những cái đó là vì Sông Lam chứ không có một cái khác. Nhưng tôi cũng mong muốn là vì thời điểm Sông Lam cũng hết sức khó khăn lúc này, là cần cho huấn luyện viên, cần cho cầu thủ á, là luôn là họ hướng tới một cái tốt đẹp nhất. Đấy, làm thế nào mà để cho Sông Lam nghe những cái từ ngữ vừa động viên, đấy, vừa chỉ bảo, nhưng cũng vừa để cho các cầu thủ nó phấn khởi để nó tập luyện thật tốt và có cái lòng tin tuyệt đối để mà chiến thắng, để mà làm thế nào mà năm nay là năm để trụ hàng thành công. Qua cuộc trao đổi này, chúng ta đều nhận thấy sự quyết tâm của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An và nhà tài trợ nhãn hàng Bắc Á, cùng sự cầu thị của ban lãnh đạo, ban huấn luyện của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An trong việc tìm cách vực dậy sức mạnh của đội bóng, được xem là niềm tự hào của người dân xứ Nghệ trong hơn 40 năm qua. Và chúng ta hy vọng rằng những động lực mới sẽ giúp cho câu lạc bộ hoàn thành mục tiêu trước mắt là trụ hạng ở mùa giải này. Tiếp đó sẽ là các mục tiêu vươn tầm ở các mùa giải tiếp theo. Và tới đây thì thời lượng dành cho bản tin thể thao ngày hôm nay cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.